Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp. Thứ hai, ngày 12 tháng 10 năm 2020 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 26 tháng 8 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Mậu Tý, tháng Ất Dậu. Năm canh tí và hôm nay là ngày Hoàng đạo, các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Nhâm tí từ 2:3 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân dầu, từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, tích lịch hỏa, ngày mậu tí, tức can khắc với chi, có nghĩa là thổ khắc với thủy và hôm nay là ngày cát trung bình các bạn nhé. Về nạp âm, tích lịch hỏa, kỳ tuổi, nhâm ngọa, giáp ngọ, ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi nhâm thân, giáp ngọ thuộc hành kim, không sợ hỏa đoạn. Ngày tí lục hợp với xỉu, tam hợp với thìn và thân, thành thủy cục, xung với ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu và tuyệt tỷ các bạn nhé. Về tuổi xung khác trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi bính ngọ, giáp ngọ, tuổi xung trong tháng, tuổi kỷ mão, đinh mão, tân mùi và tân sửu. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như là sao thiên quan, tốt mọi việc, sao dân nhật, thời đức, tốt mọi việc, sao nhân chuyên, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải trừ được sao xấu, trừ sao, kim thần thất sát, Các sao xấu trong ngày cũng có như là sao thiên lại, sáu mọi việc, sao tiểu hao, sáu về giao dịch, mua bán, cầu tài lộc, sao lục bất thành, sáu đối với xây dựng, sao hà khôi, sáu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng nhà cửa, sao vạn vong, hay còn gọi là sao thổ kỵ, kỵ xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ, sao cầu giao, sáu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa nhé về các hướng rút hành tốt trong ngày hỷ thần hướng đông nam tài thần hướng chính bắc và tiếp theo mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2020 như sau nhé đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi tý thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này như được tiếp thêm cái năng lượng mà chính ấn đưa tới cho bạn. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tý đừng có sử dụng chúng một cách quá hao tốn và cái điều đó khiến cho bạn mệnh lại cảm thấy kiệt sức vào cuối ngày. Cho nên, với bạn tuổi Tý bạn cần phải có một cái nhịp bước đều đặn và ổn định thì tốt hơn với mình bạn tuổi Tý nhé. Trong ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi tí, ngày này bạn cũng đang gặp ngày có thủy khí vượng. Cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn mệnh tuổi tí lại khá nhiều vấn đề cần phải quan tâm. Cái việc trước tin mà bạn tuổi tí cần phải điều chỉnh đó là không nên thức quá khuya và không được bỏ bữa. Cái việc này không hề có tác dụng cho việc bạn giảm cân hay là chống cái sự mệt mỏi đó đó bạn tuổi tí nhé. Trong ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi Tý, bạn đang có cái điểm báo không thuận lợi cho cái việc xuất hành đi xa. Xuất hành thì không thuận lợi, có cái sự va chạm, rối rắn, tranh chấp, cãi cọ, tai nạn bất ngờ có thể xảy ra. luận Và ngày này, đối với bạn tuổi Tý, bạn cũng tuyệt đối không nên làm các cái công việc trọng đại, như thế là cưới hỏi, sửa chữa nhà cửa hay là giao dịch với cái số tiền lớn hay là ký kết hợp đồng quan trọng trong ngày bạn tuổi tí nhá. Về tử vi tuổi giáp tí thuộc kim gặp người không uy tín không nên hợp tác, tử vi tuổi bính tí thuộc thủy nên tránh xa những rắc rối, tử vi tuổi mậu tí thuộc hỏa có khả năng không tránh khỏi, tử vi tuổi canh tí thuộc thổ, đừng làm phiền người khác. Từ vi tuổi nhâm tý thuộc mộc, bạn nên có chứng kiến riêng của mình. Về đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất. Tử vi tuổi Sửu thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay nhờ có được cái sự giúp đỡ của ngũ hành lục hợp cho nên với bạn tuổi Sửu, bạn cảm thấy rất chi là tự tin hơn trong cái việc kết nối các mối quan hệ xã giao của mình đoạn Và bạn tuổi Sửu, bạn có thể chọn ngày này để được nạp lại năng lượng sau một cái chuỗi ngày làm việc bận rộn. Nhờ thế mà bạn tuổi Sửu, bạn sẽ sớm lấy lại được tinh thần và sức khỏe cho mình bạn tuổi Sửu nhé. Và trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Sửu, ngày này bạn lại đang gặp ngày có chính tài chiếu mệnh, cái điều này cho thấy về tình hình tài chính của bạn tử xỉu trong lúc này lại khá chi là ổn định các khoản thu và chi với bạn tử xỉu rất chi là cân đối và cái việc này là nhờ một cái quá trình mà bạn tuổi xỉu đã duy trì được cái cách chi tiêu phù hợp không quên tiết kiệm tiền cho mình để dành một phần nhỏ trong lúc khó khăn nữa đó bạn tuổi xỉu nhé và bạn tuổi xỉu, bạn cũng là người rất chi là hiếu thắng và cũng rất dễ đánh đổi tất cả để có được cái sự thắng lợi. Chính vì vậy mà bạn tuổi sửu bạn cần phải kiềm chế cái sự hiếu thắng của mình lại bạn tuổi sửu nhé. Trong ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi xỉu, bạn cũng đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc cái điều này cho thấy bạn tự xỉu, bạn đang e ngại mở lòng mình để trò chuyện về cái phương diện tình cảm với nửa kia và bạn tự xỉu, bạn đừng có giấu mình trong cái tổ kiến hay đắm chìm trong những cái suy nghĩ của bản thân bởi vì như thế bạn sẽ không bao giờ mở rộng được tầm nhìn và không có được tình yêu cho mình đâu đó bạn tự xỉu nhá về tử vi tuổi ất sửu thuộc kim không nên cứng đầu quá tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy hãy mở lòng tiếp nhận điều mới tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa chớ suy nghĩ cực đoan tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ hãy lắng nghe lòng mình tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc tôn trọng mối quan hệ đang có độ về đánh giá của bạn tử sửu trong ngày thứ hai này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dậu. Tử vi tuổi dần thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dần bạn đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cái điều này khiến cho bạn tuổi dần không cảm thấy thoải mái được nhé. Với bạn tuổi dần, những công việc của bạn trong ngày hôm nay có thể khiến cho bạn không có thời gian để làm những cái điều mình muốn ví như xem một bộ phim hay hay là tận hưởng những cái phút giây thoải mái bên người mình yêu thương được đâu nhé bạn tuổi dần trong ngày thứ hai này bạn cũng đừng quên rằng mọi thứ diễn ra đều có cái mục đích riêng của chúng vì thế bạn hãy cố gắng để nắm bắt thay vì quay lưng lại với chúng bạn tuổi dần nhé có những cái việc trái ý muốn với bạn tuổi dần, nhưng nếu như bạn thực sự bắt tay vào thực hiện nó lại dẫn bạn tới một cái cơ hội mới đối với bạn tuổi dần nhé. Và trong ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi dần, ngày này không thuận lợi cho cái việc xuất hành đi xa. Nếu như bạn xuất hành đi xa thì nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng chính mắc để hạn chế những cái rủi ro cho mình nhé. Ngày này, với bạn tuổi dần đang có cái điểm báo, hao tiền, mất của, phải luồn cúi đi cửa sau, rất có thể dính ám pháp luật, dính tới cơ quan đó bạn nhé. Đối với những bạn làm cơ quan nhà nước thì hồ sơ giấy tờ phải cẩn thận, đang có cái điểm báo có sự sai sốt, nghiệp khó thành, không nên ký kết hợp đồng với cái số tiền lớn trong ngày đó bạn tuổi dần nhé về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy không nên nói lý lẽ cho người không hiểu nó tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa thời gian sẽ là câu trả lời cho tất cả tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ luôn chuẩn bị cho mình đường lui tử vi tuổi canh dần thuộc mộc đừng chủ quan quá tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim bạn cần áp dụng lý thuyết vào thực tế nhé về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi ngọ. Tử vi tuổi Mão, thứ hai, ngày 12 tháng 10 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung tí ngọ mạo dậu cho nên với bạn tuổi Mão đang có cái điểm báo dễ trở nên lệch pha với người nào đó mà bạn luôn luôn gần gũi thân thiết đối bạn tuổi Mão nhé. Bạn tuổi Mão, bạn thậm chí còn hồ nghi cả những cái ý kiến chọn lựa của chính bản thân mình và trước khi mong đợi người khác trung thành với bản thân mình thì bạn tuổi mão bạn là người đầu tiên cần phải bảo vệ mình trước đã chứ đừng có quên cái điều đó bạn tuổi mão nhé trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi mão ngày này bạn lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cái điều này cho thấy hôm nay rất có thể với bạn tuổi mão sẽ đem lại cho bạn cái cảm giác thiếu cái sự an toàn và rất dễ dẫn đến căng thẳng bạn khiến cho bạn thu mình lại nhưng có những người bạn sẽ tìm đến bạn để cùng nhau giải bày tâm tình chia sẻ đây cũng là ngày để cho bạn tuổi mão thách thức bản năng để chia giấu và tập hòa đồng đấy bạn tuổi mão nhé và trong cái ngày 12 tháng 10 năm 2020 này, bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy bạn mệnh tuổi Mão dễ nhận được cái sự đồng cảm đến từ gia đình và bạn bè của mình. Cho dù bị kẻ tiểu nhân hãm hại và bạn tuổi mão, bạn cũng không cảm thấy quá lo lắng hay là thất vọng bởi bạn tin rằng những người thực sự hiểu mình sẽ luôn ở bên cạnh mình đó bạn tuổi mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, đừng mong ai mang tới niềm vui cho bạn. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, bạn nên tìm lựa chọn riêng cho mình. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, một lời khuyên không nên nghe. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, nói lời phải giữ lời. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, quá mức kiêu ngạo. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này, sự nghiệp bốn sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cá tường, màu tím, màu da cam, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi thìn, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này bạn đang gặp được ngày có ngộ hành tam hợp thân tí thìn cho nên bạn đang có được cái niềm vui mang tới cho cái đời sống tình cảm của bạn tuổi thìn trong ngày hôm nay đây cũng là ngày mà những cái tình cảm suy nghĩ mà ai đó dành cho bạn sẽ khiến cho bạn tuổi thìn cảm thấy vô cùng là đặc biệt bạn hãy dành cho người ấy những cái lời cảm ơn chân thành nhất có thể bạn tuổi thìn nhé cái vận may mang tới cho bạn tử thìn trong ngày hôm nay bạn cảm thấy khá chi là an tâm về vấn đề tiền bạc tài chính nhất là khi bạn đang có được thiên tài giúp sức làm cho bạn tử thìn càng có được cái sự tự tin hơn với cái việc mình đang làm hay là những cái việc mình làm thêm để tăng thêm thu nhập cho mình cải thiện được cuộc sống hiện tại nữa rồi đó bạn tử thìn nhé nhưng trong cái ngày 12 tháng 10 năm 2020 này với bạn tuổi thìn, bạn cũng đang gặp ngày có ngộ hành tương khắc Cái điều này cho thấy về cái phương diện sức khỏe của bạn lại đang có nhiều cái dấu hiệu không được tốt. Và bạn tuổi thìn, bạn nên học cách chăm sóc bản thân mình đúng cách. Đừng có mãi chạy theo những cái mục tiêu về tiền bạc mà quên đi chính bản thân mình, bạn tuổi thìn nhé về tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ có những mối quan hệ hài hòa tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ bạn xứng đáng những điều tốt đẹp hơn tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc trách mắng ai đó đâu có ích gì tử vi tuổi canh thìn thuộc kim đừng tạo nên căng thẳng cho bản thân tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy nếu việc không như ý đừng có buồn quá lâu nhé về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 4 số 6 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường màu bạc màu đen quý nhân phù trợ tuổi Tỵ tuổi Tuất từ vi tuổi Tỵ thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày này bạn đang cảm thấy tâm trạng của mình có được người thân chia chở cho nên ngày hôm nay rất chi là tốt và cái điều này ảnh hưởng tích cực tới các hoạt động của bạn tuổi Tỵ trong ngày đó nhé. Vậy thì bạn tuổi Tỵ ạ, bạn hãy bắt tay vào giải quyết các công việc đang còn dang dở, đồng thời tận hưởng cuộc sống theo cái cách tốt nhất mà bạn có thể. Có như thế, bạn sẽ có thêm thật nhiều động lực cho những cái ngày tiếp theo với mình đó. Nhưng trong ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi Tỵ, bạn cũng đang gặp ngày thủy hỏa tương xung cái điều này cho thấy bạn mệnh tuổi tỵ đang vướng vào những cái rắc rối liên quan tới cái chuyện tình cảm và bạn tuổi tỵ bạn chớ nên có những cái suy nghĩ bắt cá hai tay hay là bạn tích không muốn buông bỏ ai cả và bạn nên xem lại cái tình cảm của bản thân mình có thể bạn chẳng yêu ai ngoài bản thân mình đâu đó bạn tuổi tỵ nhé Ngày này đối với bạn tuổi Tỵ, nhân thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực. Vì vậy mà bạn tuổi Tỵ không nên mổ xỉa, châm chích hay là tác động lên những cái vị trí này nhé. Và trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tỵ, ngày này nếu như bạn xuất hành đi xa thì nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng chính bắc hai cái hướng này sẽ mang lại cho bạn tuổi tỵ có được cái vận may về tài lộc về tiền bạc cho mình nhé theo khẩu minh ngày 26 tháng 8 năm canh tí này ngày này là ngày thiên môn rất tốt xuất hành thì mọi việc được như ý cầu gì được nấy mọi việc đều tốt bạn tuổi tỵ nhé về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa xem xét lại vấn đề của chính mình tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ không nên mong đợi quá nhiều từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc có sự cố ngoài ý muốn từ vi tuổi tân tỵ thuộc kim tìm được niềm vui bên gia đình từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy sự sự nhiệt huyết của bạn lân lan sang cả người khác được. về đánh giá của bạn tử tỵ trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao, con số may mắn, số 6, số 7, giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi ngọ. Từ vi tuổi ngọ, thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2020, xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi ngọ, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi ngọ bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung tí ngọ mão dậu cho nên với bạn tuổi ngọ bạn đang có cái điểm báo cơ thể có cái sự uể oải chậm chãi tuy nhiên bạn tuổi ngọ bạn cần phải vượt qua những cái cảm xúc tiêu cực này để có thể hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao phó hoặc là những cái kế hoạch đã lập trình từ trước và bạn đừng có để cho những cái muộn phiền làm ảnh hưởng tới cái hành trình của mình bạn tuổi ngọ nhé. Thương quan chiếu mạng mang tới cho bạn tuổi ngọ có những cái suy nghĩ nặng nề và tốt nhất là bạn tuổi ngọ bạn thoát ra khỏi những cái suy nghĩ luận quẩn và hướng tới những cái điều tốt đẹp gần gũi thiết thực hơn trong cái đời sống hiện tại bỏ qua những gì thuộc về quá khứ ở đường sau bạn tuổi ngọ nhé và trong ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi ngọ, ngày này nhân thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực. Vì vậy, bạn tuổi ngọ nên tránh mọi cái sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này nhé. Trong ngày này, đối với bạn tuổi ngọ, cũng không thuận lợi cho cái việc xuất hành đi xa. Bạn đang có cái điểm báo, hao tiền, mất của, phải luồn cúi đi cửa sau. Về những người làm hồ sơ giấy tờ ở văn phòng, thì cần phải cẩn thận, cũng có cái điểm báo sai sốt, nghiệp khó thành, không nên ký kết hợp đồng quan trọng trong ngày bạn tử ngọ nhé. Tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, không nên nghĩ gì nói nấy. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, tôn trọng ý kiến người khác. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa, hãy tự tin với những cái quyết định của mình. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, nghe một bản nhạc yêu thích khi buồn, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, tính khí nóng nảy đoạn. Về đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cá tường, màu tím, màu nâu, quý nhất phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ. Tử vi tuổi mùi thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi mùi, chua chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này, bạn đang gặp ngày có ngũ hành tí mùi tương hại. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi mùi nếu như muốn êm ấm thì hãy lắng nghe cảm xúc của đối phương khi đề cập tới những cái vấn đề riêng của mình chứ đừng khiến cho họ cảm thấy mệt mỏi bạn tuổi mùi nhé. Và bạn tuổi mùi, dường như tâm trạng của bạn lẫn những người xung quanh ngày hôm nay đều không thực sự thoải mái, cởi mở giống như là cả hai phía đang mong đợi cái điều gì ạ. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi mùi, ngày này được xem là ngày may mắn đối với bạn về khía cạnh tiền bạc, những cái khó khăn từ trước đây bạn đã xử lý được hết và có người có tiền để thanh toán hết cái khoản nợ với mình, có những người còn có thêm cái cơ hội để gia tăng tài sản cho mình và đó thực sự là cái tín hiệu đáng mừng cho bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay nhé. Nhưng trong cái ngày 12 tháng 10 năm 2020 này đối với bạn tuổi mùi bạn lại đang gặp ngày có ngộ hành xung khắc. Cái điều này cho thấy công việc của bạn mệnh tuổi mùi trong ngày hôm nay gặp chút rắc rối. Tuy nhiên nó sẽ là nhỏ nếu như bạn tập trung sửa chữa ngay lập tức. Nếu như bạn nói ra chưa quá nhiều người thì tình hình sẽ trở thành phức tạp hơn với bạn tưởng đối bạn tuổi mùi nhé. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim, bạn mong đợi từ người khác quá nhiều. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy, hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa, dễ gặp người khó tính. Tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ, nhường nhịn người khác nếu cần. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc, có thêm nguồn thu cho mình. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi hợi. Tử vi tuổi thân thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2020 xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là cái vận tình của bạn tuổi thân bạn đang gặp được ngày có ngộ hành tam hợp thân tí thìn cho nên bạn tuổi thân dù có những cái mâu thuẫn trong cái chuyện tình cảm của bạn nhưng ngày hôm nay sẽ được hóa giải và bạn tuổi thân nếu như bạn cảm thấy yêu thương ai đó thì bạn hãy bày tỏ tình cảm của mình chứ đừng có giấu mại kín ở trong lòng sẽ tự đánh mất cái cơ hội cho mình và các cặp đôi muốn ra mắt người thân thì cũng nên chọn ngày hôm nay cũng rất phù hợp với bạn nhé thiên quan chiếu mệnh cái điều này dự báo cho bạn tuổi thân trong ngày này đang có những cái điều khiến cho bạn cảm thấy muộn phiền. Và bạn tuổi thân, nếu như bạn cảm thấy chưa thực sự sẵn sàng cho cái việc trả lời một câu hội nào đó, thì cũng đừng có vội vàng, bạn hãy cho mình thời gian. Còn nếu như trong cái trường hợp bất khả kháng, bạn hãy tìm kiếm cái sự giúp đỡ của một người nào đó mà bạn cảm thấy phù hợp bạn tuổi thân nhé trong ngày này đối với bạn tuổi thân những gia đình có thai phụ thì không nên di chuyển đồ đạc không nên tiến hành sửa chữa đục đẽo trong ngày nhé. bởi cái điều này sẽ làm ảnh hưởng tới thai thần ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi nữa bạn tuổi thân nhé. ngày này với bạn tuổi thân xuất hành đi xa cũng rất chi là thuận lợi tuy nhiên nếu như bạn đi xa thì bạn nên xuất hành theo hai cái hướng tốt hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng chính bắc hai cái hướng này sẽ mang lại cho bạn nhiều cái sự may mắn về tiền bạc về tài lộc cho mình nhé và theo khẩu minh ngày 26 tháng 8 năm canh tí này ngày này là ngày thiên môn cũng rất tốt xuất hành thì mọi việc được như ý cầu được ước thấy mọi việc rất tốt đẹp bạn tuổi thân nhé từ vi tuổi giáp thân thuộc thủy hãy đi xem phim để giải tỏa căng thẳng. Từ vi tuổi bính thân thuộc hỏa hãy không ngừng học hỏi. Từ vi tuổi mậu thân thuộc thổ không nên chê bai người khác. Từ vi tuổi canh thân thuộc mộc tin tưởng mới yêu thương thật lòng. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim bạn cũng cần phải nghỉ ngơi đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 7, số 8, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tụi thìn, tụi tị. Từ tuổi thìn, tuổi tỵ. Tử vi tuổi Dậu, thứ hai, ngày 12 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này bạn đang gặp ngày ngộ hành tí Dậu tương phá cái điều này khiến cho tâm trạng của bạn tuổi Dậu luôn trong cái sự bất an vì bạn đang có cái cảm giác ai đó cố tình gây tác động xấu cho cái cuộc sống của mình nữa đối bạn tuổi Dậu nhé. Và thực ra họ không gây ảnh hưởng xấu cho bạn bằng cái việc bạn tự suy nghĩ và gây hại cho chính bản thân của mình và bạn tuổi giàu bạn hãy loại bỏ những cái suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu đi bạn tuổi giàu nhé chính quan chiếu mệnh cái điều này dự báo cho bạn tuổi giàu trong ngày thứ hai này sẽ có một ngày làm việc rất chi là hiệu quả với vô khối những cái dự án thành công với bạn tuy nhiên càng về cuối ngày cái nhịp bước của bạn lại càng chậm lại vì cái lý do bạn đã bắt đầu mệt mỏi rồi. Vậy thì với bạn tuổi Dậu, cuối ngày bạn để cho bản thân của mình được nạp lại năng lượng trong cái sự tĩnh lặng và thoải mái nhiều nhất có thể để cho ngày tiếp theo làm việc được hiệu quả hơn bạn tuổi Dậu nhé. Và trong cái ngày 12 tháng 10 năm 2020 dương lịch này, bạn tuổi Dậu cũng đang gặp được ngày của thủy kim tương sinh cái điều này dự báo sức khỏe của bạn tử dậu dù bạn có mệt mỏi nhưng cũng được cải thiện đáng kể những ai đang ốm sẽ hồi phục một cách nhanh chóng ngoài ra bạn nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi thường xuyên không nên làm việc quá lao lực bạn tử dậu nhé về tử vi tuổi ất giàu, thuộc thủy kiến thức sẽ giúp cho bạn tỏa sáng tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa hãy tìm hiểu nhiều hơn về cái điều bạn tò mò tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ dự tinh thần được tích cực từ vi tuổi tân dậu thuộc mộc hãy chia sẻ chân thành tử vi tuổi quý dậu thuộc kim nhờ người khác giúp đỡ nếu cần nhé về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ hai này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm năm sao con số may mắn số 4 số 8 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu xanh lam màu trắng quý nhân phù trợ tuổi Thìn tuổi Thân tử vi tuổi tốt thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi Tuất cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tử Tuất bạn đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này dự báo cho bạn tuổi tuất đang có được những cái sự thuận lợi trong cái việc đầu tư hoặc là cái có cái nguồn thu về từ nghề phụ, nghề tay trái cũng có thể là trúng thưởng hay là phát tài một cách nhanh chóng nhờ cái vận chơi may rủi nữa bạn tuổi tuất nhé nhưng có vẻ tiền bạc từ cái nguồn thu này lại không ổn định với bạn cho lắm và bạn tuổi tuất bạn nhớ là không nên phụ thuộc vào nó quá nhiều mà lại bỏ qua hết các cái công việc khác cái điều này cũng rất có thể làm cho bạn tiền trái túi lúc nào không biết đôi bạn tuổi tuất nhé và trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi tuất bạn lại đang gặp ngày có thủy khắc với thổ cái điều này cho thấy về cái phương diện sức khỏe của bạn lại không được tốt cho lắm sức khỏe của bạn đang có cái dấu hiệu bị giảm sút và nếu như bạn tuổi tuất đã bỏ bê cái lịch trình không tập luyện thể dục thể thao thì nay đã đến lúc bạn nên khởi động lại rồi nhé cái việc mà bạn nghỉ ngơi quá lâu chỉ khiến cho cơ thể của bạn đình trẻ và ngày càng thiếu đi cái động lực để tập luyện mà thôi đối với bạn tuổi tuất nhé. Trong cái ngày này đối với bạn tuổi tuất á, ngày này vị trí thai thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong lòng ngực. Vì vậy mà bạn tuổi tuất không nên tác động lên những cái vị trí này nhé. Ngày này nếu như bạn tuổi tuất xuất hành đi xa thì cũng nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng chính bắc để tăng thêm cái vận may cho mình bạn tuổi tuất nhé. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa công việc ổn thỏa, tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ giải quyết được nhiều vấn đề, tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc có người thấy bạn phiền phức, tử vi tuổi canh tuất thuộc kim nên linh hoạt hơn, tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy than thở nhiều không tốt nhé. Về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Hợi, thứ hai, ngày 12 tháng 10 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi hợi bạn đang gặp ngày cô tam hội xuất hiện cái điều này nhắc nhở bạn tuổi hợi bạn cần phải tập trung vào cái mối quan hệ và xây dựng tình cảm với những người thân của mình nhé với những cái phút giây vui vẻ đáng nhớ bên họ sẽ mang lại cho bạn tuổi hợi nhiều niềm vui trong cuộc sống nữa rồi đoạn Độ... Thiên ấn chiếu mệnh, cái điều này cho thấy đây là một ngày mà làm cho bạn tuổi hợi đang có được những cái trải nghiệm sáng tạo nhất, ví như những cái ý tưởng hay về thời trang, hội họa chẳng hạn đối bạn tuổi hợi nhé. Và bạn tuổi hợi, bạn cũng đừng có ngần ngại mơ mộng mặc cho ai đó đang chê bai hay là chỉ trích bạn bạn tuổi hợi nhé trong ngày này với bạn tuổi hợi bạn hãy đón nhận những cái cơ hội mới và cảm nhận rõ ràng về những cái điều tốt đẹp đang hiện diện với bạn tuy nhiên bạn tuổi hợi cũng nên thận trọng với chính những cái cảm xúc của mình trong ngày hôm nay trước khi đưa ra bất cứ cái quyết định quan trọng nào trong ngày bạn tuổi hợi nhé về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa thoải mái trao người khác cơ hội. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ học tập được điều tốt đẹp. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc đừng trách mắng ai đúng vô cớ nhé. Tử vi tuổi tân hợi thuộc kim tình cảm tốt đẹp. Tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy thông tin khiến cho bạn hiểu nhầm luận Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ hai này sự nghiệp bốn sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mão. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.